Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel mình, kênh chia sẻ kiến thức tất tần tật, như chia sẻ những gì mình biết về cái công việc, xã hội, hay những bữa ăn hàng ngày, hay là bất kỳ những cái gì mình biết mà bạn mình sẽ chia sẻ. Mà nếu các bạn biết, các bạn sẽ chia sẻ với comment thì mình tìm hiểu những cái mẹo vặt, những cái hay, những món ăn ngon, những đồ uống ngon, hay là những phong cách thời thượng mới nhất chẳng hạn này, mình sẽ cùng nhau phát triển cộng đồng ngày một tốt hơn. Nên mình muốn giới thiệu các bạn, mình muốn kể các bạn câu chuyện là hôm nay mình vừa bị trộm một phòng. Thì các bạn biết đấy, nhưng mà khi mà mình đi ở trọ thì cái chuyện mà trộm nó vào là rất là bình thường, không phải là rất bình thường, nhưng mà là không phải là không có, nó hy hữu thôi, thi thoảng. Thì các bạn nên phòng tránh bằng cách nào? Phòng trọ ở đây bây giờ họ có lắp camera, nhưng mà đột nhiên một hôm đẹp trời, nó một tối đẹp trời hoặc là một sáng đẹp trời, nó cả làng, cả cái khu xóm mất điện, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đấy là cơ hội để mà những cái phần tử vào nó nhúng loạn xó, vào phòng lấy bất kể cái gì mà có giá trị. Khi mà đi chợ thì mình cũng không nên mang theo những cái đồ gì giá trị cho làm tiền phòng trọ. Thì nếu mà tiền thì các bạn để đồ xài thôi, hoặc là điện thoại thì các bạn lúc nào cũng cầm trong người, thì sẽ hạn chế hơn những cái tổn thất mà có thể gặp phải. Cũng may là hôm nay mình chả để cái gì ở phòng, nên là mình chơi trộm vào thì cũng chả lần chả lấy được cái gì cả. Thì mình đã quyết định tìm hiểu về cách nhưng mà mình có thể chống trộm, đó là mình dùng chìa khóa tốt hơn, cái dòng chìa khóa tốt nhất hiện nay nhỉ. Đấy, dù bây giờ thì hiện ở Việt Nam là có cái dòng chìa khóa dòng Viettel phổ biến mà nhiều người dùng. Tuy nhiên là cái gì phổ biến thì mọi người cũng sẽ có những cái bất lợi hơn, bởi mọi người biết được cái quy trình, cái cấu trúc của cái chìa khóa dòng Viettel như thế nào, thì mình sẽ dùng khác người một chút, thì mọi người có thể là mọi người không hình kiểu như mà trộm ấy, nó không hình dung ra được cái kết thúc có cái chìa khóa nó sẽ mở như nào, thì để mà mình có thể tránh được. Đây mình có mua một cái chìa khóa mới là chìa khóa dòng MK. Cái chìa khóa này nó cũng không phổ biến lắm, nhưng mà mình thấy là tốt. Và cái này mình có khi mà mình dùng kìm cộng lực để mà cắt, nhìn nhỏ này nhưng mà kìm cộng lực không cắt được, dùng kìm cộng lực không khó cắt. Nếu mà trong cái trường hợp mà kìm cộng lực nó đủ lực, kìm dài và đủ lực và đặt tầm cái như đặt từ dưới nền, thì có khả năng là có thể nhai được nó. Nhưng mà khi mà mình khóa ở trên cửa cao, ở trên cao trên cửa phòng thì lực nó sẽ nhỏ đi, thì kìm sẽ bất lực hơn, thì nó sẽ không thể nào cắt được cái chìa khóa này. Đấy là mình có được quảng cáo như thế, và mình cũng muốn là thử nghiệm nữa. Nhưng mà các bạn là muốn mình thử nghiệm video thử cắt khóa kìm cộng lực khỏe nhất này, thì mình sẽ làm video thử. Các bạn nhớ comment bên dưới thì mình có thể là xem mà mọi người muốn biết được khi mà mình dùng kìm cắt ở trên cửa của mình với lại dưới nền nhà nó sẽ như nào. Video mình xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe đăng ký, subscribe.
Sao lại đăng ký ạ? Còn nhớ đăng ký kênh nha.